thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà. Chị thông cảm, dù sao thì học ở lớp của huấn luyện viên danh tiếng vẫn thích hơn chị ạ. Không sao mà, chị cũng chẳng giận gì đâu, đấy là quyền lựa chọn của mỗi người mà.